Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 116. Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va vì Ngài nghe tiếng tôi và lời nài xin của tôi. Tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời tôi bởi vì Ngài có nghiêng tai qua tôi. Dây sự chết vương vấn tôi, sự đau đớn âm phủ áp hãm tôi. Tôi gặp sự gian truân và sự sầu khổ. Nhưng tôi kêu cầu danh Đức Giê-hô-va rằng: Đức Giê-hô-va ơi, cầu xin Ngài giải cứu linh hồn tôi. Đức Giê-hô-va hay làm ơn và là công bình. Đức Chúa Trời chúng ta có lòng thương xót. Đức Giê-hô-va bảo hộ người thật thà. Tôi bị khốn khổ, Ngài bèn cứu tôi. Hỡi linh hồn ta, hãy trở về nơi an nghỉ ngươi, vì Đức Giê-hô-va đã hậu đãi ngươi. Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, mắt tôi khỏi giọt lệ và chân tôi khỏi vấp ngã. Tôi sẽ đi trước mặt Đức Giê-hô-va trong đất kẻ sống. Tôi tin nên tôi nói, tôi đã bị buồn thảm lắm. Trong cơn bối rối tôi nói rằng, mọi người đều nói dối. Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? Tôi sẽ cầm cái chén cứu rỗi mà cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện tại trước mặt cả dân sự Ngài. Sự chết của các người thánh là quý báu trước mặt Đức Giê-hô-va. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi thật là tôi tớ Ngài. Tôi là tôi tớ Ngài, con trai, con đòi của Ngài. Ngài đã mở lòi tói tôi. Tôi sẽ dâng của lễ thù ân cho Chúa và cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện tại trước mặt cả dân sự Ngài, trong hành lang của nhà Đức Giê-hô-va ở giữa Jerusalem. Hallelujah. Chương 3. Ấy bởi điều đó mà tôi, Phao-lô, vì anh em là người ngoại mà làm kẻ tù của Đức Chúa Giê-su Christ. Và anh em có nghe Đức Chúa Trời ban chức cho tôi là ân điển mà Ngài vì anh em phó cho tôi. Thế nào bởi sự tỏ ra, tôi đã hiểu biết điều mầu nhiệm mà tôi mới bày tỏ cùng anh em mấy lời. Đọc đến thì anh em có thể rõ sự hiểu biết của tôi về lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, là lẽ mầu nhiệm trong các đời khác chưa từng phát lộ cho con cái loài người, mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài. Lẽ mầu nhiệm đó tức là dân ngoại, là kẻ đồng kế tự, là các chi của đồng một thể, đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ tin lành mà lập trong Đức Chúa Giê-su Christ. Còn tôi đã trở nên kẻ giúp việc tin lành ấy, cứ sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời, là ân điển đã ban cho tôi bởi công hiệu của quyền phép Ngài. Phải, ân điển đó đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ, để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ, và soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ mầu nhiệm từ đời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên muôn vật. Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời theo ý định đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Chúa Giê-su Christ Chúa chúng ta. Trong Ngài, chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách dạng dĩ. Tôi cũng xin anh em chớ nhân sự hoạn nạn tôi chịu vì anh em mà ngã lòng. Điều đó là điều vinh hiển của anh em vậy. Ấy là vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha, bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên. Tôi cầu xin Ngài, tuy sự giàu có vinh hiển Ngài, khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ
là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Vả, Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyên Ngài được vinh hiển trong hội thánh và trong Đức Chúa Giêsu Christ trải các thời đại, đời đời vô cùng. Amen. Chương 4. Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa. Khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm. Chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người. Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Nhưng đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ. Vậy nên có chép rằng Ngài đã lên nơi cao dẫn muôn vàng kẻ phu tù và ban các ơn cho loài người. Vả những chữ Ngài đã lên có nghĩa gì? Há chẳng phải là Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp ở dưới đất sao? Đấng đã xuống, tức là Đấng đã lên trên hết các tầng trời để làm cho đầy dẫy mọi sự. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành làm cho lầm lạc mà dao động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Vậy, này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra. Ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Họ theo sự hư không của ý tưởng mình, bởi sự ngu muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy. Vì anh em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Chúa Giêsu, rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ,
đầy dẫy lòng thương xót. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Chương 6. Xảy ra năm 480 sau khi dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, là năm thứ tư của Salomon trị vì trên Israel, nhằm tháng Sip, nghĩa là tháng thứ hai, thì người cất đền của Đức Giê-hô-va. Cái đền mà vua Salomon cất cho Đức Giê-hô-va bề dài có 60 thước, bề ngang 20 thước và bề cao 30 thước. Cái hiên cửa ở trước đền bề dài 20 thước bằng bề ngang của đền và rộng 10 thước ở trước đền. Vua cũng làm cho đền những cửa sổ có song khuôn cây. Người cất những tầng lầu dựa vào vách tứ phía đền, tức là dựa vào vách chung quanh đền thờ và nơi thánh, cũng làm những phòng chung quanh đền. Tầng dưới rộng 5 thước, tầng giữa rộng 6 thước và tầng trên rộng 7 thước. Vì vua cất sụt lui các vách vòng ngoài nhà, đặng tránh sườn xà hoành đâm vào vách đền. Khi cất đền, người ta dùng đá đã đẽo sẵn nơi hầm, nên không nghe tiếng búa, rìu hay là khí dụng khác bằng sắt tại nơi đền đang khi cất. Cửa vào các phòng tầng thứ nhì ở bên phía hữu của đền, người ta đi lên tầng giữa bởi một cái thang khu ốc, rồi từ tầng giữa lên tầng thứ ba. Khi cất đền xong thì Salomon lợp nó bằng đòn tay và ván gỗ bá hương, cũng cất những tầng lầu cao 5 thước dựa vào tứ phía đền, dính với nhà bởi cây đà bá hương. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán với Salomon rằng: về nhà này mà ngươi đang xây cất, nếu ngươi vâng theo các luật lệ ta, nói theo các mạng lệnh ta, giữ và đi trong hết thảy các điều răn của ta, thì ta sẽ vì ngươi làm hoàn thành lời ta đã hứa cùng David cha ngươi. Ta sẽ ngự giữa dân Israel, chẳng hề bỏ Israel là dân ta. Ấy vậy, Salomon xây đền và làm cho hoàn thành. Người lấy ván bá hương đóng vách phía trong đền, từ đất cho đến trần, và lót nền đất bằng ván cây tùng. Từ cuối phía trong đền 20 thước, người đóng ngăn bằng ván bá hương, từ nền cho đến trần, đặng làm nơi chí thánh. Còn 40 thước kia làm tiền đường của đền thờ. Ở phía trong đền có gỗ bá hương chạm hình dưa ác và hoa mới nở, toàn là gỗ bá hương, không thấy đá. Còn nơi chí thánh, Salomon đặt ở phía trong đền, tận cuối trong, đặng để hòm giao ước của Đức Giê-hô-va tại đó. Phía trong nơi chí thánh có 20 thước bề dài, 20 thước bề ngang và 20 thước bề cao. Người bọc nó bằng vàng ròng và cũng bọc vàng bàn thờ bằng cây bá hương nữa. Salomon bọc vàng ròng tuồng trong của nhà và lấy xiềng vàng giăng trước nơi chí thánh và bọc bằng vàng. Người cũng bọc vàng toàn cả nhà. Người cũng lót vàng khắp mặt bàn thờ ở đằng trước nơi chí thánh. Người làm cho nơi chí thánh hai cherubim bằng gỗ olive, bề cao 10 thước. Cánh này và cánh kia của mỗi cherubim có 5 thước, thế là 10 thước từ chót cánh này tới chót cánh kia. Cherubim thứ nhì cũng có 10 thước. Hai cherubim đều đồng một cỡ và một dáng với nhau. Cherubim này có 10 thước bề cao và cherubim kia cũng vậy. Salomon để hai cherubim tại nơi chí thánh ở trong cùng của đền. Cánh xòe ra thế nào cho một cánh của cherubim thứ nhất đụng trong vách này và một cánh của cherubim thứ nhì đụng vách kia. Còn hai cánh khác đều đụng nhau tại giữa nơi chí thánh. Người cũng bọc vàng cho hai cherubim. Bốn phía vách đền, phía trong và phía ngoài, Salomon khiến chạm nổi lên hình cherubim, cây chà là và hoa nở, cũng phủ đất nhà bằng vàng bề trong và bề ngoài. Tại chỗ vào nơi chí thánh, người làm một cái cửa hai cánh bằng gỗ olive, thanh và cột choáng 1/5 của mặt tiền. Người khiến chạm nổi lên trên hai cánh cửa bằng gỗ olive ấy những hình cherubim, cây chà là và hoa nở, rồi bọc bằng vàng, tráng vàng ra trên hình cherubim và hình cây chà là. Về cửa đền thờ, người cũng làm cột bằng gỗ olive, choáng hết 1/4 của vách.
lại làm hai cánh cửa bằng gỗ tòng, mỗi cánh có hai miếng trám khép lại được. Salomon khiến chạm nổi lên những hình cherubim, cây chà là và hoa nở, rồi bọc bằng vàng, tráng vàng ra trên các vật chạm trổ. Người xây tường hành lang phía trong bằng ba hàng đá chạm và một hàng cây xà gỗ bá hương. Năm thứ tư nhằm tháng Xiếp, cái nền của đền thờ Đức Giê-hô-va đã đặt. Năm thứ 11 nhằm tháng Bu-lơ, nghĩa là tháng 8, đền thờ hoàn thành trong mọi phần nó theo kiểu đã ra. Salomon cất đền hết 7 năm. Chương 7. Salomon cũng cất cung điện mình, xong mọi việc trong 13 năm. Người lại cất cái cung rừng Liban, bề dài 100 thước, bề ngang 50 thước và bề cao 30 thước, đặt trên 4 hàng cột bằng gỗ bá hương, có những sàn ngang bằng gỗ bá hương để trên những cột. Trần của các phòng bởi cột chống đỡ, số là 45 cây, 15 cây mỗi dãy, đều đóng bằng ván gỗ bá hương. Có 3 dãy phòng, cửa sổ đối ngang nhau, hết thảy cửa và cột đều vuông, và các cửa sổ của 3 dãy phòng đều đối mặt nhau. Người cất hiên cửa có trụ, bề dài 50 thước và bề rộng 30 thước. Trước hiên này có một hiên khác cũng có trụ và bực. Salomon cũng xây hiên để ngai, là nơi người xét đoán, và gọi là hiên xét đoán, rồi dùng ván gỗ bá hương lót từ nền đến trần. Cung của Salomon ở trong sân thứ nhì phía sau cửa hiên cũng xây một cách giống như vậy. Cũng xây cho con gái Pharaoh mà Salomon đã cưới một cái cung như kiểu của hiên này. Các cung điện này đều xây bằng đá quý, đục theo thước tấc, cưa xẻ hoặc bề trong hay bề ngoài, từ nền đến cổ bồng cây cột và cho đến vách cửa sân lớn đều cũng vậy. Cái nền thì bằng đá quý và lớn, có hòn thì 10 thước, hòn thì 8 thước. Trên các nền này lại còn những đá quý đục theo thước tấc và gỗ bá hương. Vách hành lang lớn, tứ vi, có 3 hàng đá chạm và một hàng cây đà bằng gỗ bá hương, y như hành lang phía trong của đền Đức Giê-hô-va và y như cửa hiên đền. Vua Salomon sai người đòi Hiram ở Tyre đến. Người là con trai của một đàn bà quá về chi phái Nephtali, còn cha là người Tyre làm thợ đồng. Hiram đầy sự khôn ngoan, thông hiểu, có tài làm các thứ công việc bằng đồng. Người đến vua Salomon và làm mọi công việc người. Người làm hai cây trụ bằng đồng, cây thứ nhất cao 18 thước và một sợi dây 12 thước đo bề tròn của cây thứ nhì. Người đúc hai đầu trụ bằng đồng, đặt nó trên chót trụ. Bề cao đầu trụ này là 5 thước, bề cao đầu trụ kia cũng là 5 thước. Những mặt võng xe lại và những dây hoa tréo như dây chuyền nhỏ trang điểm đầu trụ đặt ở trên chót trụ. Có 7 dây hoa cho đầu trụ này và 7 dây hoa cho đầu trụ kia. Hiram vấn chung quanh mặt võng này hai hàng trái liệu đặng trang sức cho đầu trụ này và cũng làm như vậy cho đầu trụ kia. Những đầu trụ ở trên các cây trụ trong hiên cửa đều có hoa huệ ở chót cao 4 thước. Những đầu trụ ở trên trụ nảy ra liền thân trên nơi bầu bên phía kia mặt võng. Có 200 trái liệu sắp hai hàng vòng chung quanh hai đầu trụ. Hiram dựng những cây trụ trong hiên cửa đền thờ. Người dựng cây trụ bên hữu và đặt tên là Gia-kin. Đoạn dựng cây trụ bên tả đặt tên là Bô-ách. Trên chót trụ thì chế hình hoa huệ. Công việc làm những cây trụ đều hoàn thành là như vậy. Người cũng làm biển đúc hình tròn cao 5 thước. Từ mép này đến mép kia có 10 thước. Một sợi dây 30 thước đo vòng tròn của nó. Dưới mép biển có hai hàng dưa ác vây chung quanh, cứ mỗi thước 10 trái, đúc liền một với biển. Biển để kê trên 12 con bò, 3 con hướng về bắc, 3 con hướng về tây, 3 con hướng về nam và 3 con hướng về đông.
biển thì đặt trên lưng các con bò ấy, và phía sau thân con bò đều xây vào trong. Biển dài một gang tay và mép làm giống mép chén và cách như bông huệ, nó đựng 2000 bát. Người cũng làm 10 viên tán đồng, mỗi viên 4 thước bề dài, 4 thước bề ngang và 3 thước bề cao. Các viên tán làm cách này, có những miếng trám đóng vào khuôn. Trên các trám đóng vào khuôn này có hình sư tử, bò và cherubim. Nơi triên trên cũng có như vậy. Còn nơi triên dưới sư tử và bò có những dây hoa thòng. Mỗi viên tán có 4 bánh xe đồng với cốt đồng, và nơi 4 góc có những cái đế đúc để chịu cái chậu và những dây hoa ở bên mỗi cái đế. Giữa viên tán trên đầu trụ có một miệng tròn sâu 1 thước và rộng 1 thước rưỡi. Cái miệng này cũng có hình chạm trổ. Còn các miếng trám thì vuông chứ không phải tròn. 4 bánh xe đều ở dưới những miếng trám, và các cốt bánh xe thì đóng vào viên tán. Mỗi bánh xe cao 1 thước rưỡi. Bánh làm như bánh của cái cổ. Trục, vành, căm và tum nó đều đúc cả. Có 4 con bọ ở nơi 4 góc của mỗi viên tán và liền với tán. Đầu viên tán hình tròn nhọn và cao 1/2 thước. Nó cũng có biên và trám. Trên mặt biên và trám của đế, tại nơi trống của mỗi biên và trám chừa ra, Hiram chạm những cherubim, sư tử, cây chà là và dây hoa chung quanh. Người theo kiểu này mà làm 10 viên tán, đúc một thứ, một cỡ và một dáng với nhau. Người cũng làm 10 cái thùng bằng đồng, mỗi cái chứa 40 bát. Mỗi thùng có 4 thước và để trên một tán của 10 cái tán. Người sắp đặt tán như vậy: 5 cái về bên hữu đền và 5 cái về bên tả. Còn biển, người để nơi bên hữu đền về hướng đông nam. Người cũng làm chảo, vá và ảng. Vậy Hiram làm xong mọi công việc cho Salomon trong đền của Đức Giê-hô-va, tức là 2 cây trụ, 2 đầu trụ tròn trên đỉnh trụ, 2 tấm mặt võng bao 2 đầu trụ tròn luôn với đỉnh trụ, 400 trái lựu sắp 2 hàng vòng chung quanh mặt võng bao 2 đầu trụ tròn nơi đỉnh trụ, 10 viên tán và 10 cái bồn trên tán, biển đúc nguyên miếng một và 12 con bò để dưới biển, chảo, vá và ảng. Các khí dụng này mà Hiram làm cho Salomon trong đền Đức Giê-hô-va đều bằng đồng đánh bóng. Vua biểu đúc các vật đó tại đồng bằng Giô-đanh, trong một nơi đất sét giữa Su-cốt và xác than. Salomon không cân một món nào trong các khí dụng ấy, bởi vì nhiều quá, người không xét sự nặng của đồng. Salomon lại làm những khí dụng cho đền Đức Giê-hô-va là bàn thờ vàng, những bàn bằng vàng để bánh trần thiết, chân đèn bằng vàng ròng đặt trước nơi chí thánh, 5 cái ở bên hữu và 5 cái ở bên tả, cùng hoa, thép đèn và cái nĩa bằng vàng, những chén, dao, chậu, muỗng và đồ đựng tro bằng vàng ròng, những chốt cửa hoặc dùng cho cửa của nhà phía trong hoặc nơi chí thánh, hay là dùng cho cửa của đền thờ thì đều bằng vàng. Các công việc mà Salomon làm cho nhà Đức Giê-hô-va đều được hoàn thành là như vậy. Đoạn Salomon sai đem các vật mà David cha người đã biệt ra thánh, tức là bạc, vàng, các thứ khí dụng, và để trong kho tàng của đền Đức Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn, và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế,
luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình Tĩnh Nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn Tĩnh Nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.